Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Kiều. Số điện thoại của cửa hàng là 0343 868 186 và 098 618 3445. Địa chỉ cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân xã Cư Hôi, Ca Đắk Lắk. Anh em nào mà ở gần có thể đến trực tiếp được cửa hàng để ủng hộ chúng em ạ. Xin cảm ơn. Hôm nay bên nhà hàng xóm có văn nghệ đó mọi người. Nếu mà mọi người trong video mà nghe tiếng ồn thì thông cảm giùm em ạ. Đầu với em cũng xin nhắc lại cái hình thức mua bán của anh em nha mọi người. Thì bên em ship có toàn quốc á, cho nên là anh em nào đặt máy cho em xin cọc 200 nha mọi người. Em xin giới thiệu với dòng nhớt bên em đang bán luôn ạ. Nhớt Natawa, nhớt đỏ và Havoline là nhớt xanh mọi người. Thì chai này 1 lít để dùng để pha với lại xăng để sử dụng cho những con máy cưa máy cắt cỏ mọi người. Đó. Thì chai này, chai Natawa em để cho mọi người giá 80.000 nha. Chai Havoline thì 90.000. Đây là hai dòng nhớt bên cửa hàng em đang bán, xài cực kỳ tốt cho máy nha mọi người. Xài đảm bảo con máy, không phải giống như mấy dòng nhớt mà trôi nổi trên thị trường. Rồi vào lô máy nha mọi người. Này là con số 1 và số 2 nè. Thì hai con này đều là Serawa S231 nha. Công suất 23cc, nòng 32 ly. Những con này thì dòng Serawa, cho nên là mọi người mua về những con này nhỏ gọn thôi, nhưng mà mọi người mua về để đập cước đồ thì vô tư rồi nha. Xài những con này thì cực kỳ sướng luôn mọi người. Vừa nhỏ gọn mà chạy còn khỏe nữa, ít những cái lỗi mà hỏng vặt á. Rồi em quay chi tiết từng con nha mọi người. Đó, con số 1 nè, nòng bô chế rồi rin hết của máy nha mọi người. Đó, mặt trước của em nó cái da của cái ống cần vẫn còn luôn nha mọi người. Đó. Khi đi em sẽ lên tay lái càng, tay ga bắp trắng đầy đủ cho mọi người nha. Quay chi tiết con số 2 luôn. Con số 2 mặt trước đây mọi người, chữ tem mạc rồi còn nguyên nha. Đây, con cắt của em nó thì em đóng qua hai bên này. Khi nào mọi người muốn cắt thì mọi người chỉ cần bấm vô thôi, không cần phải mở con cắt. Đây, xin phép giật con số 1 nha mọi người. Xin phép giật con số 2 luôn nha mọi người. Đó, thì máy bên em mà dọn nổ cực kỳ nhạy nổ luôn cho mọi người nha. Mọi người mua về đổ xăng sử dụng con lành nha mọi người. Hai con này thêm để đồng giá cho mọi người là 1,7 triệu nha, bao phí vận chuyển và kèm theo 5 cái món phụ kiện của máy cắt cỏ luôn nha mọi người. Đó, bao phí vận chuyển rồi hết đầy đủ cho mọi người. Tính bên em ship code tới nhà mọi người, cứ khui máy ra kiểm tra đổ xăng pha nhớt vô test nổ đàng hoàng, máy nổ ngon lành thì mọi người mới trả tiền cho shipper nha. Dạ rồi, con số 1, con số 2, 1,7 triệu nha mọi người. Hai con Serawa cho mọi người lựa chọn nè. Và tiếp theo là con số 3, số 4 là một cặp Echo nha mọi người. Cặp Echo này thì công suất nó lớn hơn, 26cc, nòng 34 ly. Hai con máy còn cực kỳ mới luôn nha mọi người. Em vô con số 3 trước đi. Con số 3 nè, nguyên rin nguyên bản hết, chế rồi cũng chế nguyên bản của Nhật luôn á mọi người. Đó, xài cực kỳ tiết kiệm xăng cho mọi người luôn. Quay mặt trước của con máy SRM260 rồi mọi người. Đó, con máy còn cực kỳ đẹp luôn nha.
tay cầm của nó này. Này ga chết, nếu mà mọi người thích sử dụng tay ga bóp trắng thì khi đi có thể nói em sẽ thay cái tay ga bóp cho mọi người dễ sử dụng. Công tắc của nó này mọi người, lên là mở và xuống là tắt nha. Rồi, em xin test nổ con máy luôn. Con số 4 nha mọi người. Con số 4, em quay chi tiết con số 4 luôn. Chung con này còn cực kỳ đẹp luôn mọi người. Đó, bình xăng đồ trắng tươi luôn nha. Cũng sử dụng cái chế nguyên bản của em nói luôn nè. Mặt trước của em nói nha mọi người. Turix SRE 2655 nha. Đó. Con này cũng vậy nha mọi người. Lên là mở và xuống là tắt nè. Con này thì tích hợp cho mọi người có cái mặt trực trợ lực ở đây nè. Đó, trợ lực cho mọi người giật nó dễ dàng hơn. Em xin test nổ con máy luôn. Cặp Echo này em để đồng giá cho mọi người là 2 triệu nha. Đó, 2 cây Echo 26cc. Mọi người mua về dùng để đập cước rồi thì vi vu rồi. Nguyên rin nguyên bản toàn bộ. Chạy chế rin của nó hết nha mọi người. 2 triệu cũng bao gồm phí vận chuyển và đầy đủ phụ kiện luôn cho mọi người. Rồi em qua con số 5 mọi người. Con số 5 là một con Shirawa nè. Cái con Shirawa này công suất 26cc, 27cc nha. Đó, con này thì công suất 27cc. Đây, chế rồi cũng nguyên bản hết của nó luôn nha mọi người. Con máy nè, nhìn còn sáng tươi luôn nha. Đó, RM1027 nè, công suất 27cc. Đây, ống cần em nói đây mọi người. Xanh tươi đẹp luôn nha. Đây cái tay ga của nó nha mọi người. Đó, có cái khóa ga lại nè. Đó, mọi người bóp nó sẽ không mang ga nè. Kéo xuống cuối cùng thì bóp mới được nè. Công tắc thì cũng lên là mở và xuống là tắt nha mọi người. Con này cũng có tích hợp cái trợ lực cho mọi người nha. Mọi người giật nó nổ cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Em xin test nổ con máy luôn. Đấy, dùng mấy con trợ lực này mọi người kéo nổ cực kỳ nhẹ nhàng luôn nha mọi người. Con này thì em để rẻ cho mọi người thôi. Con này thì giá 1,8 triệu nha mọi người. Đó, con này có 27cc, thương hiệu Shirawa, thương hiệu lớn luôn. Để rẻ cho mọi người giá 1,8 triệu thôi. Đầy đủ phụ kiện và bao phí vận chuyển luôn cho mọi người. Vậy rồi. Đó là 5 con máy cưa, máy cắt cỏ hôm nay nha mọi người. Đó, 5 con máy cắt cỏ hôm nay. Em xin phép qua con số 6. Con số 6 nha mọi người. Con số 6 là một con Estin nè, Estin 017C. Con này chuẩn Đức luôn nha mọi người. Đó, hàng chuẩn Đức luôn nè. Sản xuất đồ tại Đức luôn nha. Công suất nó là hơn 30cc. Nòng 37 ly. Một con máy nhìn nè mọi người. Còn cực kỳ đẹp nha. Đó. Đi với nó là cái cây lam Latin nha mọi người. Đó, mọi người nhìn cái đầu Latin của nó nè. Cực kỳ dày luôn. Rồi,
sên rồi thì khi đi em sẽ mài dũa rồi cho mọi người. À, con 017C này thì nó có tích hợp cái van giả áp đây nha mọi người, bấm vô để giật cho nó nhẹ hơn á. Mọi người bấm xả áp thì giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đây mọi người, đó, con máy. Rồi em xin test nổ con máy luôn mọi người. Rồi thì do mấy con máy này em cất trong tủ á, cho nên là em không có đủ nhớt, thì khi đi thì em cũng sẽ bao kiểm tra nhớt rồi dũa sên đồ đầy đủ hết cho mọi người nha. Đó, do cất trong tủ mà để nó xì nhớt ra nó hơi dơ á mọi người. Rồi, con này thì em để cho mọi người mức giá là 3,2 triệu nha, bao phí vận chuyển và khi đi kèm theo 3 món là tiếp dũa chỉnh cho mọi người. Đó, một con máy Estin nha mọi người. À, còn cực kỳ sáng luôn nè, 017C nè, chữ rồi còn rõ luôn. Vậy rồi, mình xin phép qua con số 6 mọi người. Đây, con số 6 là một con Echo Kyoris nè. Đó, một con máy nguyên rin nguyên bản toàn bộ nha. Đó, con máy còn cực kỳ đẹp mọi người. Đó, màu sắc đồ tươi. Này thì tích hợp cho mọi người cái e tự động nè mọi người. Đó, bấm vô trả e lại nè, vũ bơm xăng nè, bên cạnh đó là cũng có cái giật trợ lực luôn nha mọi người. Đó mà cái này mọi người dùng á kéo cực kỳ nhẹ luôn, nhúng là so rồi luôn nè mọi người. Hai ốc xiết lam cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, con này thì em đi cho mọi người cây lam bãi này nha, khi đi thì em sẽ lên xích mới được cho mọi người về chỉ việc sử dụng thôi, xích mới luôn. Đây bồ được của em nói đó mọi người, chút con này cũng cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây, em xin test nổ con máy luôn. Cái trợ lực á mọi người giật cực kỳ nhẹ nhàng nha. Con này thì công suất nó 34cc nha mọi người, phù hợp cho anh em mua về để cắt củi đồ gia đình á, dùng 34cc, dòng tay dài dễ cầm nắm nhẹ nhàng nữa. Con này mọi người mua về gia đình dùng cực kỳ nhẹ nhàng luôn nha. Em mở ở trong cho mọi người xem luôn. Mọi người nhìn ở ngoài là mới rồi, mọi người nhìn vô trong thì thấy cái độ mới của em nói rồi nha mọi người. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, nắp đồ sáng tươi hết. Rồi, con này thêm để cho mọi người mức giá là 2,8 triệu thôi nha. Đó, 2,8 triệu là giá đầy đủ phụ kiện đồ bao ship rồi luôn rồi mọi người. Đó, cực kỳ rẻ nha, con máy cực kỳ đẹp. Rồi, hôm nay thì em lên cho mọi người lô gồm 5 con máy cắt cỏ và 2 con máy cưa nha mọi người. Anh em nào mà ưng con máy nào có thể liên hệ qua số điện thoại không? Em có sử dụng Zalo luôn nha. Anh em nào mà thấy hay á cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nha mọi người. Hẹn anh em ở những video tiếp theo ạ.